Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cẩm Nang Saffron của mình. Gần đây các bạn cũng đã biết là nhụy hoa ngày Tây có rất là nhiều công dụng tốt cho sức khỏe và sắc đẹp của chị em phụ nữ. Tuy nhiên thì nhụy hoa ngày Tây cũng có rất nhiều công dụng tốt cho cả nam giới. Vì vậy nên là trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn về 3 tác dụng của nhụy hoa ngày Tây đối với nam giới nhé. Tác dụng thứ nhất, tăng cường sinh lực, tăng khả năng sinh sản ở phái mạnh. Trong thành phần nhụy hoa ngày Tây có các hoạt chất carotene giúp tăng ham muốn bằng cách thúc đẩy não tiết ra hormone kích thích, bicarbonatin làm cho cơ thể nhạy cảm và trở nên hưng phấn hơn khi va chạm, đặc biệt là kẽm giúp cải thiện lượng tinh trùng và kích thích sản sinh hormone nam giới. Vì vậy, việc sử dụng nhụy hoa ngày Tây thường xuyên sẽ giúp tăng cường ham muốn tình dục ở nam giới. Tác dụng thứ hai, hỗ trợ điều trị rối loạn cương dương. Đối với nhiều đàn ông, rối loạn cương dương là một căn bệnh khó nói và ảnh hưởng đến đời sống tình cảm đôi lứa. Hai hợp chất glucosin và bicarbonatin có trong nhụy hoa ngày Tây được cho là giúp các cơ quan tình dục ở nam giới tăng nhạy cảm khi được tiếp xúc. Các chất này sẽ giúp nam giới có thể hỗ trợ điều trị được việc giảm ham muốn. Đồng thời, nó còn giúp tăng khả năng cương cứng, tăng khoái cảm và giảm chứng rối loạn cương dương. Do đó, chỉ cần sử dụng nhụy hoa ngày Tây đúng cách, đúng liều lượng cũng như kết hợp điều trị chuyên khoa phù hợp thì sau một thời gian bệnh sẽ thuyên giảm và khỏi hoàn toàn. Tác dụng thứ ba, tăng độ dẻo dai và bền bỉ. Nhụy hoa ngày Tây có chứa nhiều flavonoid, vitamin nên cả y học cổ truyền và y học hiện đại đều công nhận có thể làm giảm đau, giảm viêm, nhờ đó làm giảm chứng chuột rút và giải phóng axit trong cơ khi vận động. Vì vậy, khi sử dụng nhụy hoa ngày Tây sẽ giúp phái mạnh, giảm mệt mỏi, tăng độ dẻo dai, bền bỉ trong luyện tập thể dục thể thao cũng như hoạt động sinh lý. Với 3 tác dụng trên thì các bạn cũng có thể thấy là nhụy hoa ngày Tây có nhiều công dụng tốt cho cả nữ giới và nam giới. Vì thế nên là những bạn nam đang gặp về vấn đề này thì có thể tìm mua nhụy hoa ngày Tây để giúp cải thiện vấn đề của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.